Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, theo ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giải trình trước Quốc hội mới đây về việc nghiên cứu chủ động triển khai các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, nhất là vào dịp cuối năm như thiết diên lịch và tết nguyên đán sắp tới. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến tết nguyên đán, nhu cầu thực phẩm cho ngày thiết sẽ tăng lên. Trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc gia cầm và giá heo hơi trong nước đã từng được dự báo sẽ tăng lên khoảng 70.000 đồng trên 1 kg vào dịp tết nguyên đán. Nhưng hiện nay mức giá khá thấp chỉ dao động 50.000 đồng trên một kg, không biết mức độ dự báo này có thật sự khả quan hay không. Bởi hiện nay tổng đàn heo cả nước theo số liệu thống kê thì có khoảng 28,6 triệu con, sản lượng đạt 3,23 triệu tấn thịt heo. Với đà tăng trưởng như hiện nay, nếu không gặp bất lợi về dịch bệnh thì nguồn cung heo trên thị trường từ nay đến cuối năm sẽ được đảm bảo và theo lộ trình giá heo hơi sẽ chạm mốc 70.000 đồng, thậm chí có thể hơn vào dịp cuối năm, đặc biệt là những ngày cận Tết. Theo Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, giá heo hơi trên cả nước trong thời gian qua có xuống chứng lại và giảm nhẹ, đặc biệt là thời điểm cuối tháng 10 và những ngày đầu tháng 11 năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là sức mua trên thị trường yếu, trong khi nguồn cung hiện nay đang dồi dào, nhất là đối với 16 doanh nghiệp chăn nuôi lớn, mặc dù chi phí giá thức ăn chăn nuôi hiện nay đã có xu hướng hạ nhiệt. Ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, phổ biến giao quanh mức giá từ 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở cục đồng bằng Bắc Bộ, dòng siêu ba máu loại 1 ở các địa phương như Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình hay trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay có mức giá dao động 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Chỉ những đàn heo bán trọn loại 1 nhỏ lẻ cho lái mù địa phương thì mới được mức giá năm 000 đồng. Mức giá năm vẫn có nhưng khá hiếm. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi trong ngày hôm nay nhiều nơi cũng đã ở mức dưới 50.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là khu vực Lào Cai, Yên Bái. Trong khi các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động với mức giá phổ biến giao động từ 48 cho đến 52.000 đồng. Một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An hay khu vực Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá dao động 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam Trung Bộ cũng chỉ trên dưới 50.000 đồng trong ngày hôm nay như khu Bình Định, Phú Yên hay Khánh Hòa và ngang bằng so với phần lớn các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên. Bởi trong ngày hôm nay khu vực Gia Lai, Con Tum và Đắk Lắk báo giá dao động 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay không có xu hướng giảm thêm với mức giá dao động từ 48 cho đến 53.000 đồng. Một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay báo giá bình quân từ 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg như khu Bến Tre, Sóc Trăng hay đối với khu vực Trà Vinh và Bạc Liêu. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở thị trường miền Đông, nhiều nơi vẫn có mức giá 53.000 đồng, đặc biệt là khu vực địa bàn quanh thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Dương hay đối với khu Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian qua, giá heo hơi tại các địa phương xuống khá thấp, có những thời điểm chỉ ở mức 43 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Nguồn cung trong nước đang dư thừa và có nhiều ý kiến đề xuất chính phủ nới lỏng rào cản để heo được xuất khẩu qua biên giới. Tuy nhiên, qua biên giới thì Trung Quốc hiện nay giá còn thấp hơn so với Việt Nam cho nên đề xuất này cũng không mấy khả quan. Còn tại thị trường đối với các công ty chăn nuôi lớn trong ngày hôm nay, công ty Giáp đang niêm yết mức giá 52.000 đồng trên 1 kg, CG là 50.000 đồng trên 1 kg. Đối với công ty cổ phần chăn nuôi CP ở thị trường miền Bắc đang niêm yết mức giá là 54.000 đồng trên 1 kg, nhưng theo các thương lái cho hay hiện nay các kho của CP không xuất bán mức giá này mà chỉ mức bán dao động từ 51 cho đến 52.000 đồng khiến cho giá heo hơi ở thị trường tự do cũng đang khá thấp. Cụ thể theo ghi nhận trong ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, phổ biến mức giá dao động từ 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Ba Vì của thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động 50.000 đồng, heo đẹp dòng siêu ba máu loại 1 ở mức 51.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng khu khoái châu của tỉnh Hưng Yên, những đàn heo đẹp thì mới được mức giá 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Xấu thì ở mức 49 cho đến 50.000 đồng. Khu tiên lữ trong ngày hôm nay báo giá dòng siêu ba máu loại đẹp ở mức 51.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình cũng có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trong ngày hôm nay. Khu vực Hưng Hà phối mức giá 50 cho đến 52.000 đồng đối với những dòng heo siêu. Hải Dương có mức giá 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Ở khu cầm giàng của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay, báo giá bình quân 50 cho đến 51.000 đồng. Hải Phòng có mức giá 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam 47 cho đến 50.000 đồng. Theo ghi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá cục kim bảng của Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 49 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh 49 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó Nam Định có mức giá 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục ý yên của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay chỉ bán được với mức giá 49 cho đến 50.000 đồng. Trong khi đó trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay ở mức 48 cho đến 51.000 đồng. Bắc Ninh 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó một số địa phương ở cuộc Trung Du và miền núi như cuộc Thái Nguyên 47 cho đến 51.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục đại từ của tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay chỉ dao động khung giá từ 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc 47 cho đến 51.000 đồng. Khu Vĩnh Tường trong ngày hôm nay báo giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Khu Tam Dương có mức giá nhỉnh hơn, nhiều nơi vẫn báo giá từ 49 cho đến 51.000 đồng. Trong khi đó Phú Thọ 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang phổ biến mức giá giao động từ 48 cho đến 51.000 đồng, Tuyên Quang 47 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá phổ biến 50 cho đến 51.000 đồng. Cao Bằng 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó hai địa phương là Lào Cai và Yên Bái phổ biến mức giá giao động từ 48 cho đến 51.000 đồng. Hòa Bình, 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Sơn La trong ngày hôm nay cũng chỉ ở mức 49 cho đến 51.000 đồng. Trong khi đó, hai địa phương là Lai Châu và Điện Biên có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Trung như Thanh Hóa phổ biến mức giá từ 49 cho đến 53.000 đồng. Nghệ An, 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Quảng Bình 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị trong ngày hôm nay đạt bình quân 50 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó đối với Thừa Thiên Huế có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Đà Nẵng trong ngày hôm nay duy trì mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam có mức giá khá cao ở cuộc này có mức giá dao động từ 50 cho đến 53.000 đồng. Quảng Ngãi 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu Phú Yên bình quân 50 cho đến 52.000 đồng. Khánh Hòa 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với khu Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá từ 50 cho đến 53.000 đồng. Bình Định 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay dao động trong khung giá từ 49 cho đến 52.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Tuy nhiên cũng có những khu vực, những đàn heo đẹp bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương được mức giá 53.000 đồng như trên bàn tỉnh Lâm Đồng. Khu vực Đắk Lắc, Đắk Nông 49 cho đến 52.000 đồng, Gia Lai và Con Tum cũng chỉ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều địa phương ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, như khu vực Đồng Nai trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 51 cho đến 53.000 đồng. Và Rịa Vũng Tàu cũng có mức giá tương tự, thành phố Hồ Chí Minh 52 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 53 000 đồng, khu Bình Phước và Tây Ninh phổ biến mức giá 52 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây sau ngày hôm nay không có sự biến động nhiều, Cần Thơ có mức giá từ 50 cho đến 53 000 đồng, Bến Tre 50 cho đến 51 000 đồng trên 1 kg. Khu Hậu Giang 50 cho đến 52 000 đồng. Đồng tháp trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá từ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long báo giá 51 cho đến 52.000 đồng. Khu Bạc Liêu có mức giá nhỉnh hơn khi địa phương này báo giá từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Long An 52 cho đến 53.000 đồng. Khu An Sang phối mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang cũng có mức giá tương tự. Khu Cai Lệ của tỉnh này báo giá 52 cho đến 53.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. khục Kiên Giang phối mức giá 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau 51 cho đến 52.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay và cả cục Trà Vinh nữa phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Ghi nhận khu vực Càng Long của Trà Vinh trong ngày hôm nay báo giá 51.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.